Chào mừng quý vị khán giả của Đài Tiếng Sơn TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình góc khuất cùng với Chelsea. Và hôm nay chúng ta có một đề tài à, mình sẽ nói về luật. Và Chelsea rất là cảm ơn luật sư Minh Đoàn đã đến với chương trình. Mời chào luật sư gửi lời đến quý vị khán giả. Dạ vâng ạ. À. xin gửi lời chào tới khán giả của chương trình và Vinh rất là vui được có mặt ngày hôm nay. Dạ cảm ơn luật sư. Thì là thường thì Chelsea có nói về ngành nghề, hình nói về những cái góc khuất chuyện này chuyện kia. Nhưng mà hình như là chưa có bao giờ mà nói về một đề tài hôm nay là nói về living trust thì chắc Chelsea mời luật sư nói chút xíu về living trust cái ý nghĩa thực sự của nó là như thế nào? thì vâng ạ, cái living trust thực ra nó chỉ là một trong những cái cái giấy tờ rất là quan trọng trong quyền của quyển sách của mình, à, nhưng mà mình dùng thông thường mình dùng là mình dùng chỉ là cái living trust thôi, nhưng mà có những cái cái giấy tờ khác nữa, à, cái living trust cái bổn phận cái living trust duy nhất á là làm cách nào để khi mà mình mất đi tài sản của mình sẽ chuyển xuống người thừa kế của mình mà không phải trải qua cái quá trình gọi là giám sát của tòa án, ừ. probate, thì cái đó là cái cái mà cái, cái 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 lý do mà tại sao mình nên có cái living trust, tại vì khi mà qua cái quá trình giám sát của tòa án rồi, thì nó rất là tốn kém thời gian và tốn kém tiền bạc nữa trong đó à, nữa. Dạ, vâng. cảm ơn. Thì cái chữ living trust tiếng Việt Nam mình thường thì mình nghĩ đến là giống như là mình nói, di tài, di chúc để lại cho những người còn lại. Giống như là bây giờ là một người nào đó là thường á là mình giống như mình mua bảo hiểm đi nha. Vâng. thì là mình phải mua lúc mình còn khỏe, còn trẻ hay là giống như vậy định khi mà mình cái tiền nó sẽ giảm và sau này lúc mà mình mất đi á, thì cái tiền dư nhiều á nó có là nó add up còn bây giờ nói về living trust á thì mình phải mua như, hay là mình phải làm như thế nào? Dạ vâng. Thì cái 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 bổn phận duy nhất của living trust ừ. mà mà là, là gọi là quan trọng nhất của living trust là mình đã chỉ định sẵn ai là cái người thừa kế của mình. Ừ. Okay. sau khi mình mất đi tòa không cần phải qua cái quá trình giám sát nữa đó là à. quá trình probate. thì yeah. trước sau gì mình cũng nếu mình có tài sản mình có căn nhà thôi mm. chẳng hạn như vậy thì sau khi mình mất đi nó không biết chuyển đi đâu hết à. thì tòa phải theo quá trình luật pháp phải giám sát quá trình đó thì chuyển xuống những người thừa kế của mình thì cái lúc mà qua quá trình quá trình mà mà tòa giám sát đó thì gọi là probate. Thì nó rất là tốn, nó kéo dài 2-3 <laughs> năm trời Chào xin suy nghĩ khác Mình nghĩ là bảo hiểm nó lên, mấy tiền nó lên Còn Living Trust khi mình ký thì nó có lên được đâu hả? Dạ không à, cái, cái Living Trust nó, nó cũng có thể lên Cái hay giá, hay giá đăng trị căn nhà đăng nó cũng sẽ lên ừ. Đúng không? Thì cái cái chi phí, theo luật cao lý là chi phí Nó theo cái phần trăm ừ. Của cái tổng tài sản của mình mà mình phải trả Thì cái nhà mình nó càng tăng trưởng lên Cái giá thị trường nó càng tăng trưởng lên Thì cái phí nó càng tăng lên thôi dạ yeah. yeah. khi thì nào cũng giống tương yeah. đúng mà đúng, mà là, đúng thì cũng có hơi hơi nhưng mà nó hơi khác chút xíu là khi nào mình nên làm cái living trust nếu mình có tài sản thì ừ. mình nên làm cái living trust chẳng hạn như um, mình có căn nhà ừ. thì luật kali nói là nếu mà tài sản của mình dưới một con số nào đó 185 000 ngàn cỡ đó ừ. thì um, mình không cần phải đi theo cái quá trình gọi là probate ừ. um, nhưng mà nếu mình có tài sản của mình trên con số đó, chẳng hạn như vậy căn nhà thôi là trên con số đó rồi ừ. thì bắt buộc nó phải đi qua cái quá trình probate nếu mà mình không có những cái chỉ định trước ai là người thừa kế của mình trong cái living trust chẳng hạn như vậy. À. Còn nếu mà à, để ở ngoài không không như vậy thì bắt buộc tòa án phải giám sát cái quá trình đó. Cho dù mình có cái di chúc gọi là will ừ. bắt buộc cũng phải đi qua cái quá trình probate đó. À, nó khác nhau. Ừ. Khác nhau. Cái living trust tạm dịch ra là Uh, di sản nhưng mà thực ra ừ. nó không có sát nghĩa lắm thì mình cứ gọi nó là living trust còn di chúc là will ừ. thì mình chỉ giúp được tòa hai bước thôi có nghĩa là sau khi mình mất đi mình không có gì hết thì tòa sẽ chỉ định ai là cái người gọi là quản lý tài sản của mình ừ. gọi là executor rồi cái thứ hai nữa là ai là người thừa kế của mình ừ. nếu mà mình đã có cái di chúc rồi thì mình đã chỉ định ai là cái người quản lý giùm cho mình và ai là người thừa kế của mình nhưng chốt lại tòa án cũng phải giám sát cái quá trình đó thì mình lại tốn chi phí rồi tốn kém cái thời gian nữa. Ừ, vâng. Cảm ơn luật sư Thiên vâng. Người Việt Nam mình chúng ta hay sợ một câu là ô mình còn sống đây mà tại sao mình phải làm, mình suy nghĩ đến thì mình à, mình thấy sợ là suy nghĩ đến chuyện đó là mình giống như mình sắp mất đi. Nhưng ừ. thực sự là mình làm cái đó trước thì đỡ cho mình. Và nếu như mà mình không có làm cái living trust thì chuyện gì xảy ra là mình phải qua giống như luật sư nói là qua tòa tùm lum hết đúng rồi. Tại vì tài sản của mình sau khi mình mất đi, chẳng hạn ừ. căn nhà đi, đâu có đâu có biết được ai là người thừa kế của mình. thì theo luật á, thì tòa phải theo cái cái luật đó chuyển xuống những người thừa kế của mình. Chẳng hạn như mình có vợ chồng hoặc có con cái thì sẽ chia theo từng phần theo cái chỉ định của luật. Chẳng hạn như mình có à, có một có nghĩa là vợ, vợ chồng còn sống có một người con thì người vợ sẽ có một nửa của tài sản của mình người con sẽ được cái một người con duy nhất đó sẽ hưởng được một uh, một nửa tài ừ. sản đó. Còn nếu mà mình có một uh, người chồng người vợ còn sống mà có nhiều con thì người vợ người chồng đó sẽ được một phần ba rồi con cái sẽ được hai phần ba. Có là theo theo luật là như vậy. Ừ. Còn nếu mà mình có cái 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 trust rồi thì mình sẽ chia theo như thế nào? thí dụ mình muốn tất cả tài sản của mình cho người phối ngẫu của mình khi mà mình ừ. còn sống, chẳng hạn như vậy để lo cho người vợ người chồng của mình ừ. thì cái tài sản nó dùng hết cho cho vợ chồng của mình, cái đó là trong trường hợp mình có những tài sản riêng nhé. Ừ. Còn tài sản chung thì lúc nào nó cũng là tài, <laughs> tài sản chung hết rồi. Wow. rồi còn nếu như mình có con rơi, hy sao là mình trong cái living trust mình cũng thể biết cho con hay là cho mình nhiều khi là mình không có muốn cho người con mình hay người vợ mình, ừ. mình muốn để cho từ thiện khi đó mình cũng viết trong cái living trust được luôn đúng rồi. À, nếu mà mình muốn cho ai cái đó là tài sản ừ. của mình, chẳng hạn như tài sản riêng của Vinh đi, yeah. mình muốn cho ai thì đó là quyền của Vinh. Mình. Ừ. mình muốn tước bỏ cái quyền thừa kế của ai đó cũng là quyền của Vinh. Ừ. Chẳng hạn như Vinh có con rơi, <laughs> <Nên> nói... <laughs> thì Vinh thì có thể nói là à, tôi có những người con này nhưng mà tôi không cho người con này bất cứ một cái gì hết. Ừ. Thì mình phải bỏ vào trong cái living trust của mình. Còn nếu mà mình không làm gì hết thì cái người con đó khi mà qua, qua cái quá trình Uh, giám sát của tòa án đó thì sẽ có một phần ở trong đó ừ. vâng. oh, là đi khám DNA miễn sao trong cái phần là mình là con hay là là mình được chia và uh -huh. wow, có nghĩa là uh -huh. cái này nếu mà mình muốn đi một cách mà mình đi an bình là mình không có muốn rắc rối cái gì đó là chuyện sau này giống như những người ở lại ở đâu mà tới dành với nhau dành di tài gia tài với nhau di uh -huh. sản với nhau thì cái này nó giúp cho mình rất là nhiều thì uh, mình không phải muốn nói xui gì hết nhưng mà cái này là nó một cái chứng an cho những người còn lại đúng rồi Ừ. Thông thường thì cái quá trình gọi là đi ra quá trình tòa án đó, nó kéo dài có thể từ một năm nhanh là một năm thôi nhưng mà thực ra là tới hai tới ba năm nó mới giải quyết xong. Ừ. Thì trong cái quá trình đó sau khi tòa duyệt thì mới chuyển xuống người thuộc kế của mình. Còn nếu mà và cái chi phí đó là nó dao động từ 5 tới 10% nếu mà cái vấn đề ừ. nó không có gì phức tạp hết. Còn nếu mà có kiện tụng ở trong đó nữa thì nó sẽ càng 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 nhiều ừ. hơn thì thì cho sự cứ nghĩ đi là nếu mà căn nhà của mình thôi là một triệu đồng ừ. thì cái chi phí cho phí luật sư, uh, phí người quản lý, phí tòa án, viện cái, cái appraiser vân vân thì đó có thể là từ 5 tới 10 phần trăm là 50 000 ngàn tới một ngàn để lấy ra từ cái tài sản của mình để trả cho những cái chi phí đó. có wow. ừ. nghĩa là thì là mình nên làm nếu mà giống như là cái đa số người việt nam mình nghĩ là tôi phải có gia sản tôi phải giàu có tôi mới nên làm cái living trust là một cái gì chúc nhưng mà theo như luật sư là mình chỉ cần bao nhiêu đó di sản thôi hay là một cái nhà thôi là ừ. mình nên làm ờ, đúng rồi Chelsea, nếu mà tài sản của mình nhất là căn nhà nếu ừ. căn nhà là trên một mấy ngàn ừ. của của chính phủ rồi thì mình nên có cái living trust yeah. là tại vì nếu mà không á, thì sau khi mình mất đi bắt buộc nó phải đi qua cái quá trình tòa án đó ừ. để mình giám sát cái tòa án đó ừ. có rất là nhiều trường hợp như là nước nào cũng có hay mỹ cũng có, hay đâu cũng có là khi mà cái người mất nó không có viết rõ tờ di chúc hay là di sản đó thì ừ. con cái hay là gia đình bạn bè tới, không phải là bạn bè không mà gia đình, à, những người con như mình nói là hai tới dành dành di sản với nhau, Rồi xong rồi vợ lớn vợ nhỏ, thì đó một cái mà mình nói là được. rất là phức tạp. Được. Yeah. Cái đó là cái 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 living trust mình đã chỉ định hết rồi, ai ừ. là người thừa kế của mình thì nó nó giảm thiểu, nó giảm bớt những cái vấn đề gọi là rắc rối, vấn đề có thể gây ra những cái kiện tụng đó về sau. Nha. Yeah. À, một cái nữa mà trong cái living trust nó có thể giúp được nữa là tài sản ví dụ chỉ có những bác có medical hay là những người nào có medical chẳng hạn thì cái nhà mình ở đó tên của mình thì trong trường hợp mà khi mình còn sống họ trả những cái chi phí cho mình mà nó um, khi mà mình mất đi có thể họ sẽ đi kiếm tài sản của mình để họ đòi lại oh. gọi là medical recovery ừ. nhưng mà khi mình bỏ cái living trust rồi những tài sản nào mà không đi qua quá trình giám sát của tòa án đó thì medical nó không đòi được Oh yeah. dạ vâng. Thì đó là một cái thông dụng thứ hai Cái luật này nó mới ừ. thay đổi gần đây thôi um, Tại mình sang lại cho người khác rồi Mình bỏ vô cái Living Trust thôi chứ không à, cần phải cho người khác à, à, à. Cái Living Trust này, thể loại này là gọi là Revocable Trust Vậy là bỏ vô hết <laughs> Đúng rồi. Cái Revocable Trust ừ. có nghĩa là mình có thể thay đổi Chỉnh sửa bất cứ lúc nào Mình hoàn toàn quyết định Nhưng mà sau khi mình mất đi Cái nhà của mình bỏ vô cái Trust đó MediCal không thể nào đi đòi lại những chi phí ừ. họ trả cho mình được cảm ơn ừ. luật sư thì bây giờ mình nói về vấn đề chính là thường là quý vị cũng muốn biết là cái chi phí bao nhiêu thì mình như là cho vừa rồi nói mua bảo hiểm thì mình phải đóng mỗi tháng ừ. khi mình làm cái living trust đó là mình đóng one time payment hay là mình đóng over monthly payment ừ. cái living trust đó là cái chi phí chỉ là một lần ừ. để mình thành lập cái trust ừ. đó mà thôi sau khi mà làm xong rồi thì tất nhiên là mình làm cái living trust ừ. trong đó cái, cái estate planning portfolio là cái 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 quy mô luyện tập nó bao gồm rất là nhiều giấy tờ ở trong đó thì mình phải chuyển tài sản của mình vào bao gồm căn nhà của mình hoặc những căn nhà của mình phải chuyển vào phải đem ra ngoài quận record, để record phải làm xong hết đó thì lúc đó nó mới chuyển tài sản của mình vào trong cái living trust thì đó là cái chi phí một lần mà thôi uhm. không có mỗi năm như vậy không có gọi là maintenance <laughs> fee nó không có những cái gì yeah. mà mà mình phải phải trả thêm hết ngoài yeah. trừ là mình muốn chỉnh sửa hoặc là thay đổi về sau nếu như mà mình thay đổi là miễn sao trước khi mình mất mà cái nó nằm những gì nằm ở trong đó là nó nằm trong đó hết dù cho mình thay đổi một ngày trước hay là mấy ngày sau phải à, không hay là một tháng trước thì nó cũng là thành là hữu hiệu hết à, cũng tùy theo trường hợp à... có nghĩa là chẳng hạn như mình vẫn còn khả năng quyết định mình vẫn ừ. còn sáng suốt thì mình có thể thay đổi cái đó bất cứ lúc nào ừ. những quyết định của mình nhưng mà lúc lỡ lúc đó mình không còn sáng suốt nữa mình uống có thể là mình bệnh nhiều mình uống ừ. thuốc nhiều đó thì mình không còn sáng suốt thì những cái từ ngữ của mình có thể nó à. sẽ không còn hiệu lực. Mà làm yeah. sao biết được nhiều khi mình tự người ta tưởng mình tỉnh nhưng mình khi mình không có tỉnh. Yeah. Thì cái đó là cái vấn đề rắc rối là à. về sau cái điều um, trước khi mình mất đi mình đang rất là gọi là uh, uống hả? thuốc nhiều mình không tỉnh táo nữa mình thay đổi đi thì những cái người thừa kế trong cái cái trust của mình cái trước của mình đó nếu mà họ bị tước đi cái quyền thừa kế hoặc là bị giảm xuống đó ừ. họ có thể khởi kiện cái đó là nói là lúc mình thành lập mình thay đổi cái trust mình không có đủ minh mẫn mình làm cái đó thì có thể là dẫn tới những cái cái chuyện tụng về sau. Bởi vậy nếu mà muốn làm thì phải đi qua một cái quá trình để chỉnh sửa trong trường hợp mà mình lớn tuổi, mình không còn minh mẫn à, thì phải đi qua gọi là phải được chứng nhận từ bác sĩ là mình còn có thể quyết định được, vân ừ. vân, nó rất là nhiều cái giai đoạn trước khi mình có thể thay đổi được. À, cảm ơn sư thì Chelsea đang nghĩ là cho trường hợp cho những em trẻ ừ. khi mà lỡ mình nói không phải là nói xui nó mà mình không có muốn nói nhưng mà nhiều khi lỡ mình có chuyện gì, mình mất trước khi con của mình hay là người thân của mình vừa được hay là chưa được 18 tuổi ừ. thì họ những đứa bé đó có được cái cái tiền di sản đó hay không hay là phải chờ qua 18 tuổi mới được hưởng một phần tiền nào hay là một phần gia sản nào đó. Cái đó là cái mà cái 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 tốt của living trust là cái tài sản của mình mình có thể chỉ định trước là ừ. con mình bao nhiêu tuổi mới nhận được cái thừa kế đó, mình có thể là cho ngay lập tức à. nếu mình muốn. Nhưng thí dụ mình nói 18 tuổi vẫn chưa đủ, tại vì mới mới học xong ừ. uh, high school, ừ. con chưa đủ cái cái khả năng ừ. để 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 gọi là giải quyết những cái vấn đề ừ. tài chính vân vân, hoặc là có thể ảnh hưởng tới financial aid nếu mà hưởng ừ. hết tất cả mọi thứ thì mình có thể chỉ định là 25 tuổi hoặc là 30 ừ. tuổi cái đó hoàn toàn quyền mình, mình quyết định ừ. tại vì đó là tài sản của mình. À, mình có thể là thay vì cho ngay lập tức mình có thể là kéo dài nó ra ừ. có nghĩa là theo từng phần từng phần từng phần nữa mình chứ chưa không pay mình... mình ra đúng rồi chính à, xác có nghĩa à, là à. installment à, có nghĩa là ví dụ 18 tuổi một phần 21 tuổi một phần 30 ừ. tuổi một phần có hoàn toàn quy quyết định của mình ừ. tại vì đó là tài sản của mình mà ừ. Wow, có lỡ như chuyện gì có, có cái bao giờ mà tài sản mình mình đã cho cái người mình nói cho mình bé đi khi mà đứa bé lớn tới 18-20 tuổi nhưng mà lỡ gia, cái, cái, cái gia tài của đó mình càng ngày càng ít lại không có đủ cái vốn cho đứa bé đó có phải có chuyện nó xảy ra không rồi mình có chuyện xảy ra đối với di sản nó còn lại có chứ thì ừ. cái đó là quyết định của mình là đến khi đứa bé đó tới bao nhiêu tuổi mới nhận được cái thừa kế đó ừ. thì trong cái quá trình từ bây giờ tới cái tuổi đó nếu đứa bé đó cần tiền để đi học ừ. cần tiền phải phải về sức khỏe lo lắng về sức khỏe cần tiền ăn ăn chúng ở vân vân thì cái người quản lý mình đã chỉ định trước đó, có thể trích tiền ra để lo cho đứa bé đó. Nhưng mà sợ hết khi... tiền trước khi cho trước khi cho đứa bé đó mà hết tiền. Hết tiền thì thôi, coi <laughs> như là cái trust nó không còn hiệu lực ừ. nữa. Cái trust nó chỉ có hiệu lực khi mà có tài sản ở trong đó. À. Nếu mà không còn tài sản nữa thì nó không còn hiệu lực nữa. Nó, à. nó không nó không còn gì nữa để, để nó quản lý nữa. Dạ à, đúng ừ. rồi. Thì là cái là tài sản là mà luật sư có thể cho những cái nêu ra những cái những tài sản như thế nào, ừ. nhà, xe, còn những gì nữa hay không? Ừ. Ừ. Uh, đa số là những cái tài sản mà gọi là uh, nhà thì ừ. tất nhiên nếu có thì mình nên bỏ vào trong cái trust của mình uh, nhà băng ừ. cũng có thể bỏ vào cái trust những cái investment brokerage account uh, ừ. cũng có thể bỏ vào cái trust um, đương tương đối là những cái tất cả tài sản mình có có thể vào cái trust, ừ. cái trust của mình uh, mình có thể để cái trust là cái người thừa kế của những tài khoản đó ừ. chẳng hạn nhà băng của mình đi ừ. mình có thể để tên cái trust là sở hữu cái uh, thay vì mình là sở hữu cái trust đó, uh, cái, sở hữu cái tài khoản đó thì cái trust sẽ sở hữu hoặc mình có thể để cái trust là sau khi mình mất đi cái trust là cái người thụ kế của tài khoản đó ừ. thì khi mình mất đi mình sẽ chuyển vô cái trust cho mình thì lúc đó những cái tài khoản đó nó sẽ nằm trong cái trust cái trust sẽ quản lý những cái tài khoản đó. Ừ. Ừ. À, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì Đúng bây rồi. giờ Chelsea có hỏi muốn biết là nếu um, khi mà mình làm cái trust này là nó là bị nó là có thể là public, có nghĩa là gia đình biết không hay là mình có thể giữ không không ai biết hết và khi mà mình mất luật sư sẽ đến nhà hay là sao? thì không cái này á à. nếu mà trong trường hợp mình không làm gì hết, mình ừ. không làm living trust không gì hết thì bắt buộc phải ra tòa để giám sát ừ. thì lúc đó tất cả thông tin đều là thông tin của công chúng hết ừ. có nghĩa thông tin của mình, tại thông tin tài sản của mình, thông tin người thừa kế của mình ừ. chia như thế nào sẽ là thông tin của công chúng ai cũng có thể tìm ra được nhưng mà cái living trust là nó bảo vệ Ừ. bảo mật tất cả thông tin của mình nó không đi qua quá quá trình tòa án đó thì bởi vậy nó những cái cái giấy tờ đó mình phải tồn trữ mình phải phải giữ cho nó thật kỹ ừ. nếu mà yêu uh, thân chủ của Vinh đó ừ. thì có bản chính yeah. xong rồi Vinh cũng làm thêm có dây USB, okay? cái USB là cái bản sao đó rồi Vinh cũng giữ lại cái hồ sơ của họ trong cái bản sao đó ừ. trong hồ giữ cái bản sao đó trong cái hồ sơ của họ trong cái văn phòng của Vinh thì lỡ trong trường hợp họ mất hết thì người nhà của họ có thể tới văn phòng à. để lấy một cái copy. Dạ, yeah, yeah. coi phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc coi bị nhiễm cho nên thấy mỗi lần mà nhà giàu mà mấy, hôm, mấy ừ. cái anh mà đại gia mà bị mất đi đó ừ. thì luật sư đến tận nhà. <laughs> nhưng mà tại mình coi phim thì không biết ừ. là thực tế. Nhưng mà thực tế là, là gia đình đến với luật sư, nghĩa là khi mà chuyện gì xảy ra đó quan trọng. Nhưng mà có nghĩa là người nhà phải biết là cái người mà mất đi ấy, mua living trust nên nó phải mua mà dùng mà làm giấy tờ với ai. Um, thì mình nên thông báo với họ là mình ừ. có cái living trust ừ. thì sau khi mình mất đi thì họ sẽ đi kiếm trong nhà mình để ra living trust Đúng. còn nếu không á thì thật nếu mà cái cái um, cái living trust các bạn chính cũng mất luôn cái bạn sau cũng mất luôn thì lúc mà mình chuyển căn ừ. nhà của mình vô trong cái living trust á thông thường cái thông tin của Vinh sẽ nằm trên cái uh, oh. cái quản đó cái nhà đó ừ. thông tin Vinh nằm ở trên là Vinh là cái người Uh, gọi là yêu cầu được đem vô uh, record trong quận uh, à. uh, thì họ sẽ lần ra là à. mình là cái người chỉnh uh, là người thành lập cái trust đó cho cho người nhà của họ à. thì họ tới văn phòng, phòng thì lúc đó mình sẽ in ra à, cũng hay quá ha uh -huh. là có nghĩa là cũng sẽ có cách để mà tìm ra uh -huh. yeah. uh -huh. thì uh, luật sư có thể kể những câu chuyện mà trong thời gian khoảng mình cái chuyện nào mà mình đáng nhớ là có thể chia sẻ cho quý vị để mà giúp thêm cho quý vị chúng có thể biết thêm mà những câu chuyện mà hay là những gì thì trường hợp khó khăn mà mình đã trải qua giúp cho những uh, những khách hàng. Vâng, um, thực ra là cái cái quá trình gọi là probit nó rất rất là ừ. phức tạp, Nó kéo rất là nhiều um, thời gian và tốn kém. Uh, những vấn đề đó là mình không có ao ước là mọi người phải trải qua uh, những cái vấn đề gọi là uh, khi mà mình mất đi không có tài sản thì lúc đó là uh, giống như hồi nãy Chelsea nói con của vợ trước và sau, ừ. rồi Uh, gia đình như vậy nó rất là xào xáo với nhau nó ừ. kéo dài rất nhiều thời gian thì thay vì mình để cho người nhà của mình trải qua quá trình đó thì nếu mình có limit trust nó sẽ đỡ tốn kém và đỡ gọi là uh, conflict ừ. nhau hơn rất là nhiều uh, cái đó là mình xảy ra coi như là rất là thường xuyên luôn ừ. còn cái ở Mỹ mình, mình vẫn còn những trường hợp giống vậy. Yeah, có. Đó là oh. quý vị nào mà muốn <laughs> quý anh nào mà đang mà muốn yên phận yên thân uh -huh. mà khi mà thực sự luôn là chúng ta không biết được chuyện xảy ra khi mà chúng ta mất đi uh -huh. nhưng mà mình muốn để lại sự an bình cho những người ở lại và cũng như là mình muốn peace là uh -huh. những chuyện đó là thực sự mình không có nói trước được nhưng mà nhiều khi mình nhiều khi mình muốn để lại một phần nào đó cho à, giống như là cho anh em của mình nữa chứ không phải chỉ vợ con không uh -huh. thì mình cũng thể bỏ vô vào, vào cái different trust luôn chính xác là như vậy nếu mà mình không làm gì hết á, thì nó sẽ luật nó sẽ theo luật nó chuyển xuống cho những người thuộc kế của mình theo luật còn nếu mà mình có những chỉ định trước rồi thì họ sẽ theo những cái chỉ định của mình mà làm theo có một cái vấn đề mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng là trong trường hợp có nhiều gia đình có những người con cần sự chăm sóc đặc biệt đang hưởng những các chế độ từ chính phủ chẳng hạn như medical uh, ihss ssi stem housing vân vân ừ mà thí dụ mình mất đi thì họ sẽ nhận được một cái thừa kế đó thì khi mà họ có tài sản thì tất cả những cái, cái cái chế độ từ chính phủ sẽ bị cắt tại vì họ khi mà có tài sản thì thông thường họ bắt mình phải dùng hết tài sản của mình đã ừ. khi mà mình không còn tài sản nữa thì lúc đó họ mới cho lại thì những cái quá trình đó đôi khi nó không có tốt cho cho như tài sản của mình tại sao không để kéo dài càng lâu càng tốt để lo cho người con của mình ừ. thì thay vì đưa thẳng cho người con đó mình có thể thành lập một cái gọi là cái special needs trust ừ. có nghĩa là mình thay vì đưa thẳng cho con đó mình chuyển vô một cái trust khác cho người con đó mà không ảnh hưởng tới những cái uh, cái cái chế độ uh, tài trợ từ chính phủ đó, rồi sau đó khi mà nhận hết rồi còn thiếu gì đó mình muốn trích ra từ trong cái thừa kế của họ đó ừ. trong cái special needs trust đó để lo cho họ vẫn được Wow, có nghĩa là có cách hết luôn quý vị Là có nghĩa là nếu mà quý vị nào mà đang thực sự mình nói một cái talk show như vậy không có đủ để mình nói cho sẽ không biết gì về luật hết yeah. Thì nếu mà quý vị nào mà có thắc mắc và hồi nãy mình chưa có nêu lên đó, Thì có yeah. thể gọi trực tiếp cho luật sư dạ uh, vâng. uh, Chắc cho cho sẽ xin số điện thoại Dạ vâng um, uh, Bên là bên đoàn Law Office, số điện thoại của bên là 714-332-9700 Vâng Và địa điểm mình đang ở đâu? Có uh, uh, văn phòng ở Garden Grove um, một nghìn chín trăm bảy mươi một Dạ. Boulevard Suite G. Thật sự luôn là quý vị nào mà muốn biết thật, thật sự mình trực tiếp hơn để mà nói rõ hơn có thể tới văn phòng thực uh, để mà nói chuyện trực tiếp luôn và cái đó thì dễ hơn còn những cái nhiều khi mấy câu hỏi mình nói đó chưa đúng như quý vị đang muốn hỏi. Nha. Uh -huh. yeah. Thì thường luật sư hay gặp những trường hợp như người ta sẽ hỏi luật sư như thế nào giống những câu hỏi nào? mà thường được hỏi nhiều nhất? Vâng, thường những được hỏi nhiều nhất là cái khác biệt giữa di chúc và, ừ. và 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 living trust tại vì thông thường họ không có biết được sự khác biệt đó là gì hết tại sao mình phải làm living trust trong khi đó mình có thể làm cái cái di chúc thôi cái will thôi thì cái đó là câu mình uh, thấy uh, ừ. những câu hỏi đó rất là thông thường thì cái giống, giống thầy Vinh nói là cái will nó không có giúp được mình ừ. trong uh, tránh được cái quá trình probate ra tòa đó thì nó rất là tốn kém khi mà phải đi qua cái quá trình di chúc đó thay vì mình làm cái trust ừ. nó tuy là nó um, tốn kém hơn một chút xíu so với làm cái di chúc không thôi nhưng mà đổi lại nó sẽ giúp gia đình của mình um, đỡ tốn kém gấp gấp nhiều lần tại yeah. thường mình cứ nghĩ là một tờ di chúc mình chỉ nghĩ là tờ di chúc là cái will thôi ừ. thì mình như cho sẽ biết đó là cái tờ di chúc mình có thể viết ra chứ ừ. mình không cần phải đến luật sư không? thì có thể là nhiều quý vị là dễ dàng hơn là Ô, mình cứ viết ra đi rồi lúc mà mình mất đi cái tờ đó nó sẽ áp dụng trong luật nhưng mà mình đâu có nhớ biết là những chuyện xảy ra sau này nữa đâu đúng rồi Và cái cái um, cái di chúc đó, um, viết tay nó gọi là holographic will ừ. nó vẫn có hiệu lực như bình thường thôi nhưng mà vẫn phải đi qua cái quá trình giám sát ừ. của tòa án để tòa có thể chuyển tới những cái người ừ. mà mình chỉ định của di chúc đó thì hơn. có cái will nó thực ra nó chỉ tốt hơn không làm gì hết một chút xíu thôi <laughs> à dạ, đúng rồi ừ. thì nhiều khi cái thời gian covid mình nó thực sự luôn là mình không biết chuyện gì xảy ra thì mình, mọi người cầm cái phone nhiều khi cho sẽ cầm cái phone mình ngồi mình viết cái will của mình <laughs> thực sự mình không biết chuyện gì hết nhưng mà mình ừ. nghĩ mình để hờ trong đó lỡ chuyện xảy ra thì nó cũng nằm ở trong đó nhưng mà nghe khi nghe luật sư nói là quan trọng là mình phải có cái living trust ừ. nhưng mà cái đó ừ. mình phải nên có di sản cái cái ừ. living trust là tạm dịch là di sản đó nhưng mà trong cái 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 gọi là cái estate planning portfolio thì nó có cái living trust. Living trust chỉ là một trong những giấy tờ quan trọng mình cần thôi. Thì trong cái living trust package đó đó. Thấy nhiều bây giờ. Uh, nó có là cái gọi là cái pour over will ừ. là cái 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 di chúc bổn phần di trúc Nó cũng có một cái di chúc nhưng mà cái di chúc bổn phần di chúc, cái, cái bổn phần duy nhất của di chúc này á là đi lấy những tài sản mà mình không có người thừa kế. À. Mình quên bỏ người thừa kế vào chẳng hạn như vậy họ sẽ chuyển vào sau khi mình mất đi sẽ chuyển vô cái trust cho mình cái thứ hai nữa là những cái ủy quyền và tài chánh ủy quyền về y tế trong trường hợp mình mất khả năng mình đột quỵ mình nằm liệt giường đó chẳng hạn như vậy oh. thì ai là cái người sẽ đứng ra quản lý những cái tài khoản đó cái là cho là mình mình không cần phải mất mà mình lỡ chuyện xảy ra mình không mất thiếu khả năng uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. thì đó thì đó những cái tài khoản thì nhà băng đi uh -huh. nhà băng mình để người thừa kế vào trong đó nhưng mà mình chỉ mất khả năng thôi uh -huh. thì cái người cái quyền người thừa kế chưa có bắt đầu uh -huh. thì lúc đó phải có người đứng ra để quản lý cái, Nhưng cái mà nhà băng đó họ đi cash tiền cho mình được không <laughs> cái người cái người mà yeah. ủy quyền đó hả yeah. yes thì cái người cái người mà ủy quyền đó họ có thể thay thế mình mình chỉ định ừ. trước rồi ừ. trong trường hợp tôi mất khả năng thì những người này có thể thay thế tôi đi kiểm soát đi quản lý những cái tài khoản này của ừ. tôi à, thì mình họ có thể vào lấy tiền ra để họ giúp mình trả à. những chi phí cho mình tại vì trong trường hợp mình mất khả năng đó mình chưa mất đi ừ. thì thừa kế chưa có bắt đầu ừ nghĩa là mình có như là khi trust cũng hay quá bây giờ không phải là mình mất đi mà mình mất khả năng thôi uh -huh. cũng có thể có người thế cho mình đi làm những việc giống như là mất tiền nhà băng uh -huh. hay là liên quan tới coi check cổ phiếu stock uh -huh. yeah. uh -huh. và còn ngoài trường hợp này còn những cái trường hợp nào mà quý vị và Chelsea sẽ không biết đến mà ít khi mà à, mình được chia sẻ lên trên tivi hay mạng xã hội không mà luật sư có thể chia sẻ vâng thì hồi nãy là mình nói là về cái đoàn ủy quyền về uh -huh. tài chính là trong trường hợp mình mất khả năng họ sẽ đi quản lý dùng những cái tài, uh -huh. tài chính của mình trong trường hợp mình mất khả năng thì ai là cái người sẽ đứng ra giúp mình vấn đề y tế của mình nữa yeah. rất rất là quan trọng cái này là mình nghĩ là nên ai cũng phải cần mà càng lớn tuổi thì càng 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 cần ừ. tại vì đa số là ít khi nào mà mình chết khi mà mình mất trong giống như mình đang ngủ lắm ừ. hoặc là đụng xe gì đó mình mất ngay lập tức trường hợp thông thường là mình sẽ mất trí nhớ hoặc là mình đột quỵ mình nằm đó hai uh, ba tháng ba bốn tháng gì đó thì phải có người đứng ra để giúp mình ừ. à, đưa ra những cái quyết định dùm cho mình về vấn đề tránh và y tế thì trong y tế đó nó bao gồm là có rút ống hay không trong trường mình não chết mà cho phép người nhà của mình rút ống hay không có hiến tặng cơ thể hay không có à. cho cho phép uh, uh, gọi là giám định ừ. cơ thể của mình sau khi mình mất đi ừ. hay không rồi chôn là thiêu ừ. chôn là chôn ở đâu thiêu thì ừ. cái cho của mình như thế nào nó nằm luôn nó trong, nó trong đó nó nằm hết trong những cái cái đó của mình à. À, rất rất là quan trọng. Tại vì nếu mà không có những cái ủy quyền đó, thì lúc mà người nhà của mình cần và bệnh viện nó khi mà nó cần những cái đó đó, mà không có thì bắt buộc mình phải đi ra tòa để xin cái gọi là conservatorship. thì cái conservatorship đó rất là tốn kém và tốn thời gian. gia đình của mình lúc đó là coi như là đã để hết tâm trí để lo cho mình. ví dụ mình đột quỵ đi nằm đó, cho bệnh viện bây giờ phải đi kiếm luật sư lấy những cái thông tin từ bệnh viện để trình tòa đi xin cái conservatorship đó thì à. nó rất rất là phức tạp. Mà ừ. wow, bây giờ Theo sẽ thấy cái chữ trust nó hay quá. Trust là, là lòng tin mà cũng là một cái phần tiền nữa. thì living là còn sống và cái theo <laughs> mình còn <cười> sống cái cái tiền còn sống. ờ, <laughs> <laughs> à, giống tương tự như vậy. cái living trust có nghĩa là nó có hiệu lực khi mình còn sống luôn. Ừ. còn cái will thì giống như là khi mình mất đi thì nó mới bắt đầu nó có hiệu lực. À. còn cái living trust là mình có thể làm những cái gì mình muốn ở trong đó mình chuyển tài sản vào nó có hiệu lực ngay lập tức sau khi mình làm. Wow. Ừ. là có một lần nữa là quý vị nào mà đang suy nghĩ đang xem so, đang mình muốn đang muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên lạc trực tiếp với luật sư và một lần nữa chắc sẽ xin số điện thoại dạ yeah, vâng ạ à. <laughs> điện thoại của mình là bảy một bốn bên đoàn Law office dạ. Yeah. Yeah. thì hồi nãy giờ mình nói về living choice cũng hơi khá nhiều rồi thì bây giờ chắc mình sang chuyện chút xíu ha <laughs> mình nói về góc khuất của uh, luật sư đây thì tại sao biết bao nhiêu ngành nghề để phải nói là không phải ngành nghề mà bao nhiêu trong luật mình có thể specialize ừ nhưng mà tại sao luật sư lại chọn living trust để mà một cái mà ít người Việt Nam mình để ý đến? Dạ vâng, um, thực ra vinh hồi hồi lúc mà vinh còn đi học á, vinh không bao giờ nghĩ là mình sẽ là theo cái ngành luật như thế này. Uh -huh. um, vinh rất là thích cái ngành tài chính. Vinh theo ngành tài chính, Vinh học xong rồi Vinh uh, vịnh uh, đi học và uh, thêm về cái bằng master về gọi là investment management là bên đầu tư đó uh -huh. đầu tư về chứng khoán vân vân. Thì vinh làm cho một cái nhà băng uh, cũng năm 6 năm. Uh -huh về cái 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 khí cảnh này thì nó nó cũng liên quan tới một phần nào của giống như gọi là mua bán công ty ừ. merger acquisition thì Vinh là cái người xem xét những giấy tờ đó thì Vinh cảm thấy có sự thích thú nào đó vào trong luật thì có một thời điểm nào đó Vinh cảm thấy là Vinh thấy mình thích hợp hơn về cái khía cảnh luật ừ. nên Vinh à, đi học luật và sau học luật xong Vinh còn chuyên thêm một năm về cái bên à, cái thuế nữa. Về đó sau đó là mình mới về đây mình làm một người ham học <laughs> học hoài học hoài thôi nhưng mà đã ra được thì cũng rất là hay thực sự đó một khi mà mình học hành luật đâu có dễ đâu dạ làm vâng. mấy năm trời ba bốn năm trời mà mình đã học qua những mình có hết đủ bằng rồi mà <laughs> giống như là mình phải bỏ ra hết từ đầu mình làm lại từ đầu thì vâng. nó còn mệt Đúng hơn rồi. nữa nhưng mà vì dạ. đam mê dạ vâng thì làm cái này là tại vì đa số là vì đam mê thôi ừ. à, thực ra là hồi trước sau khi mình học luật xong rồi bên có vô một công ty Vinh làm trong một công ty cũng cỡ gần ba bốn năm uh, sau đó mình cảm thấy nó không thích hợp nữa Vinh mới quay về mình làm mình làm uh, mở, à, mở uh, văn phòng riêng của mình những cái này là cái duyên đúng rồi yeah. đúng rồi chính xác thì <laughs> nếu mà cho luật sư bây giờ hoành lại có thể nói cho những giới uh, trẻ ngày nay yeah. thì mình có nên học luật hay không học luật <cười> <cười> mình nên theo những cái mình đam mê tại vì khi mà làm đam mê rồi nó không phải là việc làm nữa yeah. mình làm uh, văn phòng của mình làm rất là nhiều, có như là làm, có như là từ sáng tới tối mình làm nhưng mà tại vì đam mê như vậy nên sức của mình rất là rất là nhiều để làm, để theo đuổi cái này. À, nó không còn là việc làm nữa, làm thực ra là vì đam mê. Vâng. Mình yêu thích nó. Đúng rồi. dạ với mình Living Trust nó một cái mà không có dễ chút nào hết, nó hơi phức tạp chút xíu. Thì khi mà mình làm vậy mình nói cho cho cộng trong những người trong cộng đồng chúng ta, thì mình giải thích như thế nào? Có hơi bị khó hay không để mình giải thích về Living Trust? thực ra cũng không có khó đâu ừ. tại vì mình cảm thấy là cộng đồng của mình bây giờ hồi trước cách đây khoảng 5 năm về trước, 6 7 năm về trước thì uh, rất là ít người biết về về cái 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 cái, cái topic cái, yeah. cái 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 living trust này nhưng mà gần đây rất là nhiều người biết về cái cái này tại vì nó rất là tốt cho những người thân của mình sau này. Yeah. Tại mình mất đi thì tất nhiên là tài sản đó không phải của mình nữa mình yeah. đâu biết nữa đâu Đúng. nhưng mà lại cực cho người thân của mình về về sau. Yeah. Nếu mà mình làm trước được thì họ có như là họ nhận được cái thừa kế của họ và họ cũng rất là vui nghĩ tới ừ. cái những cái có ấn, ấn tượng tốt về cha mẹ là tại sao lúc cha mẹ còn sống không làm những cái này để bây giờ họ phải cực như vậy chẳng ừ. hạn như vậy dạ yeah, là quý vị nào mà mà thích xem tivi hay mạng xã hội thì cũng biết là gần gần nay có rất là nhiều chuyện mình liên quan đến khi một người nào đó mất nhất là ca sĩ nghệ sĩ khi một người đó họ mất đi thì gia đình bắt đầu ồn ào lên vì dành gia tài với nhau rồi nhìn người này chi người kia nọ rồi trong người này con ruột con rơi hay con gì đó nhưng mà cái đó là do cái người họ ở cái người mà living trust đó cái người mà viết living trust đó họ viết những gì nhưng mình đa số những người đã, họ không có cái living trust đó thì chuyện ồn ào càng ngày càng lớn hơn nữa Vâng, cái 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 living trust nó sẽ giảm thiểu những cái vấn đề gây khúc mắt như vậy nhưng mà tất nhiên là mình ít khi nào mình mình không không thể lấy được cái quyền kiện tùng của họ chẳng hạn như họ có một phần ở trong đó sau đó mình tước đi cái quyền của họ chẳng hạn như vậy thì đôi khi họ có quyền khởi kiện cái trust đó giống oh. như trong trường hợp mình mình nói hồi nãy ừ. đó là ví dụ mình đổi cái trust của mình mà lúc đó mình không còn minh mẫn nữa thì họ có lý ừ. do để họ khởi kiện thì không mình không thể nào tước đi cái quyền khởi kiện của họ được thì bởi vậy mình chỉ có thể mình làm cách nào để cho nó thật là chặt chẽ nếu mà họ khởi kiện thì họ cái khả năng họ thắng nó thấp họ nhìn được như vậy nó khả năng họ thấp như vậy bây giờ họ phải trả những cái phí luật sư vân vân thì ừ. có thể họ không không có tiếp tục à, ừ. đúng rồi khi mà luật sư mình cãi giống như mình ra mình tranh đạo tranh đấu với nhau gì gia tài mình cãi ừ. với nhau thì cũng có một cái mà mình là kêu là bằng chứng là cái living trust là một ừ. cái bằng chứng lớn lao ừ. để mà giữ lại những gì mình đáng thuộc về những người mình mình đã nêu ra tên ở trong đó ừ. yeah. đúng rồi cảm ơn luật sư rất nhiều và mình còn khoảng thời gian cũng khá nhiều khoảng trong gần 7 phút nữa thì trong khoảng thời gian này luật sư có những cái khó khăn nào À, trong khoảng thời gian qua hay là những cái thành công mà muốn chia sẻ cho Chelsea và quý vị khán giả. Dạ vâng, um, Vinh thì Vinh thấy có một cái vấn đề nó rất rất là quan trọng Vinh muốn uh, là, là chuyển giao tới khán giả của chương trình là tất cả mọi người mình nên có cái ủy quyền về tài chính và ủy quyền về y tế nó không có tốn kém bao nhiêu hết. Um, thực ra những cái giấy tờ này mình có thể download, uh, có thể mình lấy từ những cái trang của chính phủ mình 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 in ra xong mình điền mình cho phép những người nào trong trường hợp mình mất khả năng có thể đứng ra thay thế mình để có thể quản lý tài chính của mình quản lý về y tế của mình và nó bao gồm luôn là cái gọi là cái hết và đó cái mình có nghĩa là họ có thể đi lấy hồ sơ y tế của mình từ bệnh viện bác sĩ vân vân ba cái đó là ba cái giấy tờ quan trọng ai cũng nên cần nhưng mà những người lớn tuổi càng lớn tuổi thì càng càng cần tại vì cái khả năng của mình đột quỵ hay gì đó nó cao hơn rất là nhiều. À, sau khi mà điền xong rồi chỉ cần đem ra người công chứng thôi thì mỗi chữ ký có thể công chứng họ lấy cỡ 15 đồng. Ừ. Họ cái phí của họ là 15 đồng mỗi chữ ký thì mình làm như vậy ba chữ ký có 45 đồng thôi. Nhưng mà để sau này khi cần tới thì con cái của mình sẽ trả tiền rất là nhiều để đi luật sư để lấy những cái gọi là cái conservatorship từ 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 từ, từ tòa án đó thì có thể 50.000 là bình thường. Yeah. Yeah. Vâng. Thì đó thì vinh lâu lâu vinh cũng có những chương trình gọi là làm cái chương trình ủy quyền tài chánh ủy quyền y tế cho những những bác nào mà không có tài sản đó ừ. tại vì nghĩ, nghĩ mình không có tài sản nên không cần làm gì hết nhưng mà những giấy tờ, giấy tờ đó nó không lệ thuộc vào tài sản ừ. nhất là những cái giấy tờ về y tế không ừ. lệ thuộc vào tài sản nên mình nên có nên ừ. cái đó là cái thông điệp mình muốn gửi tới cho khán giả của chương trình nên nên cần có hoặc là nếu mà không biết download từ, lấy từ trên mạng xuống thì có thể uh, email cho Vinh, có gửi 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 email cho Vinh, à. Vinh sẽ gửi những cái giấy tờ đó, có thể tự in ra, rồi muốn thì Vinh có thể hướng dẫn cho điền vào như thế nào, rồi tự đem ra ngoài công chứng ký là xong thôi. À, cảm ơn luật sư. Được thì Chelsea sẽ đang thắc mắc là có những chuyện như là nhiều khi là có một vợ chồng mà chưa có giấy tờ đăng ký rõ ràng đi, họ ở với nhau, thì Việt Nam cũng coi như là vợ chồng rồi, nhưng mà khi mà họ mất đi, họ cũng không có cái living trust thì khi mà họ mất đi cái gia sản đó nó đâu có thuộc về cái người phụ nữ đó đâu thì không, Kali um, uh, là mình bắt buộc phải là có trên giấy tờ ừ. là Mary thì lúc đó mới chuyển tới cái người phối ngẫu của mình. Yeah. còn nếu mà chỉ là không có giấy tờ gì hết thì cũng giống như là boyfriend <laughs> girlfriend uh, <laughs> bạn bè thôi. vậy là ừ. quý vị phụ nữ nào ừ. nên 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 nói với anh đó là cưới cưới có giấy tờ đàng hoàng. <laughs> thật sự luôn nếu mà một là có Living trust hay là phải giấy tờ đàng hoàng để mà chứng nhận là sợ lỡ sau này có chuyện xảy ra là là hai coi như là vợ chồng để mà mình được cái gia sản đó <cười> vâ, vâ. <cười> yeah. Yeah. trường hợp như cũng như là con nuôi luôn hay là cái người đó là họ không có gia đình đi khi mà họ mất đi ừ. họ không có coi có, okay, nếu mà họ không có làm một cái living trust nào đó thì cái gia sản của họ là thuộc về chính phủ hay là ai um, nếu trong trường hợp họ có gia đình chẳng hạn gia đình ừ. bất cứ anh em chị ừ. em cháu gì đó thì chuyển cho người kế tiếp theo luật ừ. còn nếu mà họ coi như họ mất đi mà không có ai hết trơn ừ. thì cái tài sản đó chuyển tới cho chính phủ Yeah. Còn là SD to the state Wow. Ừ. có nghĩa là bây giờ cái gì cũng phải giấy tờ rõ ràng hết đúng rồi dạ cho nên yeah. một cái đề nghị mà quý vị mà đang thắc mắc mà muốn hỏi thêm những châu mà như mình không có nói được hết được trong ừ. cái chương trình talk show thì có thể liên lạc hay là tới trực tiếp văn phòng của luật sư vâng chắc gọi gọi ừ, để oh, làm ủng hộ mình vâng à, thì ừ. thông thường khi mà vinh có mặt văn phòng thì cái lịch của Vinh nó dày đặc hết, có thì tới, có thể là Vinh không có thời gian để gặp nhưng mà ừ. gọi trước để làm cái appointment thì nó tốt hơn. Ừ, đúng ừ. rồi. Vậy dạ là có thể là quý vị có thể tìm trên mạng hay không? Dạ có, um, có thể là bên uh, Binh đoàn law office ừ. là Vinh sẽ sẽ ra ngay. Dạ. nghĩa ừ. là mình message ở bên trên đó. Là mình um, tìm có thể ý. có Vinh ừ. cũng có trên Facebook hoặc là ừ. chỉ công Google và bên đoàn lo sẽ thông tin thông tin của Vinh nó ừ. sẽ hiện ra ngay lập tức à, à, hiện ừ. ra chứ không có mặt lại. Đây yeah. <laughs> <laughs> là quý vị nào cứ như mình nói là thực sự là thời, thời gian mình đâu có biết được cái giờ giúp của luật sư đâu. Thì quý vị có thể gọi trực tiếp rồi xong rồi những làm um, phải nói cô thư ký ha sẽ lấy cái appointment yeah, để vâng. cho quý vị đến cái giờ đó thì luật sư có thời gian để mà nói chuyện rõ hơn với quý vị. Đúng rồi. Chứ bây giờ mình Đúng ra vâng. trực tức là không có thời gian hết. Dạ yeah, vâng. Dạ. Yeah. 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 Thì đó là mình còn um, trong khoảng thời gian này là um, được sư còn có những uh, message nào muốn gửi cho quý khán giả không ạ? À, vâng thì um, cái cái uh, mình thấy là có nhiều người họ trước sau gì mình cũng nên làm ừ. cái cái nếu mình mình có tài sản thì mình trước sau gì mình cũng nên làm cái này thì mình làm trước thì nó bảo vệ được cái cái thời gian đó lỡ trong cái thời gian đó mình bị đột quỵ hay gì ừ. đó thì có 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 sớm nó tốt hơn là để sau này. Có thể là trong thời gian 5 năm 10 năm nó không có gì xảy ra nhưng lỡ trong thời gian đó có gì xảy ra thì mình đã liệu trước trước rồi ừ, thì nó nó tốt hơn cho mọi người. Ừ. Nếu mà con cái dưới 18 tuổi, mình cũng nên có những cái gọi là cái uh, nomination of guardianship là những người có thể giám hộ cho con mình. À. trong trường hợp mà mình mất đi thì ai là người kế tiếp có thể có thể đứng ra lo cho con mình nếu trong trường hợp mà uh, hai ba mẹ mất đi luôn thì lúc đó gia đình bên chồng với vợ có thể là muốn nuôi con chẳng hạn như vậy thì sẽ tạo ra một cái bất hòa giữa ừ. gia đình với nhau. Ừ. À. Nếu mà mình nêu ra trước rồi thì họ theo đó họ thi hành thôi. À, mà không phải là chỉ về tiền bạc không mà mình nói về như là mình nói về bảo hiểm hay là trường hợp mà y tế giống như lỡ chuyện xảy ra cho mình mình có muốn bị uh, rút ống hay là mình có muốn đồ đi một phần nào đó của mình hay không mình à. thể viết trong cái living trust đó. Yeah. Thì khi mà gia đình hay bác sĩ đọc thì làm theo cái những à. điều mình muốn thì những cái giấy tờ đó nó không có nằm trong living trust nó chỉ là những cái giấy tờ phụ thuộc ừ. trong cái 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 cái, cái, cái <laughs> quyển, quyển, tập đó thôi và uh, cái living trust là chuyên môn nó chỉ là về cái bên tài sản thôi ừ, còn dạ. vấn đề ủy quyền tài chính ủy quyền y tế rồi rút ống hay không <laughs> thì đó là những cái giấy tờ khác wow yeah. bây giờ là bị loạn hết như cái cái living trust là tiền bạc nhưng mà trong những đó là có những cái giấy tờ liên quan đến mình có thể xem xét thêm là một ừ. trong một nó là một một hồ sơ một sắp hồ sơ rất là đúng lớn rồi, đúng để rồi. mà nói về cuộc đời chúng ta <cười> <cười> à, đúng rồi. À, tại vì bởi vậy nó không những là nó lo cho mình những cái vấn đề sau khi mình mất đi ừ. mà có những cái vấn đề khác lúc mà mình mất khả năng nữa. À. Bởi vậy nó rất rất là quan trọng về vấn đề cái ủy quyền tài chính ủy quyền y tế ai cũng nên có. Wow là thực sự luôn cái này là một mình phải nên lấy hẹn để mình nói mình làm thêm nữa. Thì thực sự khi mình nói về là cái đó là mình phải về, mình suy nghĩ thời gian nữa là mình cần gì nữa là mình muốn viết cho ai nữa chứ không phải là nhiều khi là mình ngồi đó mình xem xét là mình có những gì nữa uh -huh. và khi mà mình nói về y tế là mình phải xem như thế nào thì thường là mình có thể thay đổi trong thời gian là mình theo theo thời gian của mình. Um. Cái, cái 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 thể loại living trust này là revocable living trust uh -huh. có nghĩa là mình có thể thay đổi chỉnh sửa mình nếu mình còn khả năng mình có thể thay đổi và chỉnh sửa bất cứ lúc nào uh -huh. có thể mình bỏ thêm tài sản vào lấy tài sản đó đi bán đi chỗ khác cái đó là quyền của mình không yeah. không mình có hoàn toàn quyền quyết định cái vấn đề đó à, nên à, mình có thể giống như mình làm bây giờ 10 năm sau mình có thể thay đổi dạ, yeah, ừ. cảm ơn luật sư rất nhiều vì mình không có đủ thời gian nữa vâng ạ à. dạ à, yeah. thì trước khi chia tay chương trình thì cho xin mời luật sư gửi lời chào đến quý vị khán giả dạ vâng ạ à. bên rất là hân hạnh được có mặt ngày hôm nay và vinh à, xin gửi lời chào với tất cả khán giả của đài dạ yeah. yeah. à, cho sẽ cảm ơn luật sư thì à, quý vị nào mà có những câu hỏi thắc mắc có thể gọi à, để mà nói chuyện trực tiếp là để lấy hẹn à cái hôm nay mình nói về thật show này là mình không phải là mong ai có bị mất hay là gì hết để mà nhưng mình muốn nói lên quý vị là nên làm cái gì mà mình thấy là cái khả năng mình trong thời gian mình còn khả năng để mình làm được để mà cho sau này mọi chuyện đó mình có thêm một sự bình yên một sự an tâm hơn đó là cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong những chương trình sau